Hello, mình chào các bạn. Chào mừng đã đến với series lập trình To-do list Flask của mình. Hôm trước mình và các bạn chúng ta đã cùng nhau hoàn thành được cái phần sign up, đúng không? Đấy, để đăng ký một cái tài khoản. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với cái module là login nhé. Trước khi đó thì mình sẽ xử lý cái phần là flash message để cho nó hiện ra. Thì các bạn vào cái base.html để chúng ta viết code hiện cái flash message trong này. Các bạn có thể viết sau cái phần nap cho mình nhé. Chỗ nắp 3 này. Ở đây thì chúng ta lại dùng cái code củ chuối kia, đúng không? Phần trăm đấy. Thì mình sẽ lấy ra cái message từ cái hàm get flash message nhá. Phần trăm này. Sử dụng context manager with message bằng này get flash message. Các bạn viết đúng cái hàm này cho mình nhá. Viết sai là nó không nhận đâu. Truyền cho mình cái tham số là with category, tức là nó có cái trường category ấy. Category nó là cái gì? Đây, các bạn quay trở lại user biết đây, chính là cái category này. Đó. Thì mình sẽ chia ra và hai lại là có error với cả success ở đây. Chúng ta thêm %% này. If nếu như mà có message, các bạn nên lùi vào dòng để quan sát cho dễ. Chúng ta sẽ sử dụng for loop trong cái message này. Thì %% này. For chúng ta sẽ lấy ra cả carry cả cái message trong cái message lớn này nhá. Mess in message if này, cái cat của chúng ta ấy, nó bằng error. Như mình đã nói thì mình sẽ chia ra là mà hai cái carry, đúng không? Error và success. Nếu bằng error thì mình sẽ hiện một cái loại thông báo của error thì nó sẽ nằm trong cái thẻ div này. Cái error thì nó màu đỏ, đúng không? Chứ success thì nó màu khác. Div. Thì cái này là của Bootstrap thôi, nên các bạn có thể copy cho mình luôn được. Chúng ta sửa cái này, đó là mesh rồi. Nó hiện lên cái mesh. Rồi, tiếp theo là else. Else thì cũng phải %%. Error với thằng success này nó chỉ khác nhau ở cái phần là đây. Các bạn thấy alert, đúng không? Ranger và alert success thì nó sẽ có những cái CS tương ứng. Chỗ này các bạn sửa thành mesh cho mình. Vì cái tham này chính là cái dấu xóa, không khác gì nhau cả. Rồi chúng ta sẽ phải đóng end if này, end for này. Nó có hai cái if cơ, if to ngoài cùng nữa, các bạn đóng một lần nữa, nó là end if. Tiếp theo là end with ngoài cùng. Bây giờ các bạn thử là vào cái trang sign up, chúng ta chạy lên nhé. Thử nghiệm xem cái flash message chúng ta nó hoạt động chưa này. Chỗ này của mình nó báo lỗi này. Return render template nó báo lỗi, đúng không? Thì có lẽ mình nghĩ thiếu một cái gì đấy. Under file này. Các bạn sửa lại cho mình một chút ở chỗ get flash message này nha. Các bạn không dùng cái dấu cách ở đây. Viết liền cho mình này. Get flash message. Đó. Thì sửa lại đúng y hệt như này cho mình thì sẽ hết lỗi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử nghiệm là nhập một cái gì đó nó sai vào đây nhá. Đây. Submit. Đúng không? Đây nó sẽ báo là user exited. Tức là cái thằng thành kia nó đã tồn tại rồi. Và các bạn thì nhấn X bên này để xóa đi. Đó. Rồi. Thì nó đã hiện thành công cái flash message, đúng không? Thì nguyên cái đoạn deep này thì mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Đó. Các bạn cứ theo dõi GitHub ở dưới thì sẽ có rồi. Quay lại với chủ đề chính của ngày hôm nay. Các bạn sẽ thiết kế cho mình một trang login nhé. Cũng y hệt cái sign up thôi. Các bạn thêm các cái trường login thì chúng ta sẽ dùng email và password, đúng không? Đấy. Và một cái nút. Thì các bạn thiết kế cho mình trong cái block content này. Đầu tiên thì mình sẽ báo thẻ H3 đi. Và cái trang login của mình. Cái này thì mình sẽ cho nó ra chính giữa, đúng không? Y hệt là align này bằng central là chính giữa. Các bạn bao cái thằng này bằng cái thẻ form và method của nó sẽ là post. Trong này thì các bạn thiết kế cho mình một cái input email và một cái input password nhá. Đấy, thì nhanh thôi. Cái này còn đã làm một cái phần sign up rồi. Deep này. Cũng tương tự form group. Các bạn có thể sang bên sign up chúng ta copy cho nhanh, đúng không? Này. Tương tự thôi. Enter mail. Rồi. Thì sau đó các bạn sẽ xử lý làm tiếp cái phần làm một cái input password nữa ở dưới. Sau đó thì chúng ta thiết kế một cái nút. Chỗ này các bạn để là login nhá. Đó. Ctrl S. Chúng ta thử qua trang login xem nó có chưa. Rồi, đây, đẹp chưa? Đó. Quay trở lại với user.py, chúng ta sẽ sửa ở trên phần login này. Chỗ này các bạn thêm cho mình các cái method nhé, tương tự thôi. Copy luôn cho nhanh. Chúng ta cũng check này, if request .method. Post thì chúng ta sẽ lấy ra những thằng email, password. Bây giờ chúng ta sẽ query để tìm ra cái thằng chúng ta sẽ tìm cái thằng user theo email nhá, thì sẽ là user bằng này, user.query filter by email bằng email .first. Đó, lấy ra thằng user rồi đúng không? Nếu như mà có user thì chúng ta sẽ kiểm tra đó là cái password của nó có khớp với cái password trong database không, đúng không? Thì sẽ là check. Cần phải thêm một cái hàm check password hash nữa. Đây, nó nằm trong cái WebGL này. Đó. Truyền vào đây đó là user.password, thì cái password của thằng user này và một cái password chúng ta nhận về đúng không? Chính là password trên này. Cái này nó sẽ trả về 0 hoặc 1 đấy. Nếu mà trả về 1 thì các bạn tiếp tục là thông báo là Flask đúng không? Một cái thông báo đi là login thành công. Category sẽ là success. Chỗ này các bạn phải return lại trang A hộ cũng được. Nó redirect URL đúng không? Trả về redirect chứ. URL for. Chỗ này sẽ là view.home. Nhớ nhá, phải có cái view.home này mới được này. Nếu không thì thông báo một cái flash message là người dùng đã nhập sai password, wrong password đi. Password please check again. Category sẽ bằng error nếu mà không tồn tại user ở đây thì chúng ta cũng flash message user. Thực ra cái chỗ check password này này, sau khi xong thì các bạn sẽ cần phải lưu cái thằng user vào. Thì cái này tạm thời mình sẽ xử lý sau nhé. Rồi mình sẽ login lại này, thành password của mình sẽ là mình đã login thành công đúng không? Và hiện ra cái trang homepage này. Như vậy là được rồi ạ. Đó, mình chỉ thử login sai tài khoản xem. Ví dụ login user doesn't exist, hoặc là mình sẽ login với một cái password nó sai, wrong password please check again. Rồi thì các bạn cứ thực hành theo nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye và see you again.